với tiết mục tiếp theo và chúng ta sẽ cùng làm quen với thí sinh Bùi Thị Trinh. Anh nói thương tôi từ những ngày đầu nhập ngũ, tưởng anh nói đùa có vậy rồi thôi, nào ngờ đâu hơn 30 năm tôi gặp anh tại đầm giới. Anh vẫn nói tiếng thương tôi trong sự ngỡ ngàng qua đồng đôi. Dần gian vẻ thơ sinh dần nói cười phong đồ, cầm ly rượu trên tôi thấy mắt anh buồn. Vị đắng ở trong ly hay giọt đắng của cuộc đời, hơn 30 năm bồng bềnh xuôi ngược, áo lính bạc màu mà anh chưa có đầy người mà anh xem tờ mãi mãi, nhưng anh vẫn hạnh phúc là được hưởng trọn niềm vui của đất nước. Rồi cũng nhớ bao người anh cưới vợ sanh con, những tưởng vuông tròn một mái nhà Xin chào Trinh. Em chào chị. Em chào ban huấn luyện viên. Vì em có một cái lỗi thứ nhất là em ca trật một khuôn nhạc. Thứ hai là bài hát này của em, anh biết rằng em đang có tâm sự, em đang có chuyện buồn gia đình, cho nên em hát con như vậy chứ chẳng có hồn vía gì trong bài hát này hết. Em có chất giọng và những cái từ, những cái nhấn nhá của bài ca dòng cổ em có. Thí dụ em dứt cống, em có hơi em kéo, em dứt sang em có hơi em kéo. Anh mong rằng với cái lực của em như vậy thì em về em nghe và em cảm được, để khi mà em ca câu dòng cổ ra để cho người ta nghe, người ta phải nghe ngọt ngào dịu dàng dù cho có bắn lên tới quãng 8. Và chúc cho em may mắn lần sau nha Trinh nha.